Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 44, 45 là một cây bầm sầm hay còn gọi là trà phúc kiến sống khỏe luôn nha. Cây này gốc cũng ok nè. Rồi cây này có hoành gốc là 22, cây cao là 65 đến thân chính nha. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 450k bao ship luôn. Giao lưu nhanh luôn nha. 450k bao ship. Giao lưu nhanh luôn. Cây sống khỏe rồi, mình yên tâm luôn nha. 450k bao ship. Lên xe luôn. Rồi nha vô, xin qua cái này luôn nha.